Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Sửa Chữa Đồng Hồ Đức Thắng. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Đức Thắng sẽ cùng tất cả quý vị và các bạn chúng ta tìm hiểu về giếng làng. Cây đa giếng nước sân đình đấy là nét đặc trưng của nông thôn Việt Nam như các bạn đã biết. Đấy, thì chủ đề này đã đi vào thơ ca và đã làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của các nhà thơ, nhà văn. Từ xa xưa thì hoàn cảnh chiến tranh, triền miên, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần đã được các thế hệ khắc phục bằng những hoạt động cộng đồng tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua gian khổ khó khăn. Vì vậy thì các thế hệ cha ông đã xây dựng những công trình phúc lợi công cộng lần lượt ra đời. Đức Thắng cũng sinh ra từ và lớn lên tại vùng nông thôn như thế. Vì vậy mà hôm nay Đức Thắng sẽ đưa quý vị và các bạn đến với quê hương của chính Đức Thắng để chúng ta tìm hiểu thêm về một công trình xa xưa, đó là giếng làng. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng Đức Thắng đến thăm và chúng ta gặp một số nhân chứng ở nơi mà có những cái giếng làng đang còn tồn tại trên quê hương của Đức Thắng. Năm ông Cường Giấy làm lý trưởng. Cường Giấy là năm bao nhiêu bác nhớ không? Trước năm 45. Trước năm 45 đã có cái giếng làng này rồi chị? Có rồi. Vì cái khi nó là ông Hạng làm thủ quỹ, ông Bản Hạng đây làm thủ quỹ này, chi tiền công làng các thứ á. Những cái ghi công làng bản thì không, nói chung là không đốc thúc cái việc làm giếng nhanh được á. Vâng. Mấy rồi. Ngày xưa là đang hợp pháp hay là ta rồi, tiếp quản rồi. Thì nó chưa đến tà mà đang lý trưởng thì làm chưa lý trưởng là đang thời của pháp cốt, tức là làng ta là tất cả là tập trung ăn cái giếng này hết, làng chứ làm gì có phải gánh về ăn đúng không? Chứ sao giếng thì nó nguồn lắm, bây giờ nó đang trong nguồn này, đang trong đang ăn được đúng không? Nấu rượu là tuyệt vời rồi, chỉ cái nấu rượu là giếng làng là tuyệt vời này. Còn ăn là ăn giếng làng chứ, mà nhà nào có sang lắm thì mới có thùng. Cái thùng thì có hai loại, một loại là giàu có là có thùng đá, đá đục, còn một loại bình thường là thùng xây như nhà ông Cố Thành, và đến mãi đến năm 42 thì ông nhẫn nhất xuống mới làm cho được một cái thùng cái thùng xây bằng xây hoặc là đục đó, 1942. Bây giờ cái thùng nó có khả năng đang còn, còn không? Trên nhà thằng Quang có còn không anh Tư? Ông xin lấy lên nữa, nếu còn là cái thùng đó là thùng nhà ông nhà 1942. 1942 đang còn số đồng hoàng đấy, thì rất là cái chỗ này là những năm ba mấy là phải là năm ba mấy đã có, hoặc là năm hai mấy đã phải có cái giếng này rồi. Tức là cũng gót nghét khoảng gần 100 năm nay rồi. Ông Cường Giấy làm lý trưởng thì ông Hạng đi phải đoàn vì cái giếng này. Mấy ông rồi? Tôi kể tôi nghe nhớ rứa thôi mà. Đấy, có nghĩa là xây cái giếng này chậm đúng không? Xây chậm, không đùa, không tiến độ chậm. Thì coi như phải đoàn chứ không. Tức là lý trưởng đánh cho mấy rồi? Cho thợ. Cho mấy rồi là tiến độ chậm. Ông nó phụ trách là gọi là công bản, tức là ông là ghi chép sổ sách các thứ thôi đó, chứ không phải là ấy, mà vẫn phải bị rơi là vì hiện tại là xã Thăng Bình là còn có hai cái giếng. Một là cái giếng của ta đây này, làng Lai đây này, với một cái giếng làng Ngọ mà cũng đã được tôn tạo rồi, cũng được dân làng rồi các mạnh thường quân gửi tiền về là tôn tạo. Bác hồi nhỏ là được tắm giếng này chưa? Hay tắm là chứ đâu tắm. Mà không ra đây tắm thì nhà đây tất cả ở đây hết đúng không? Múc bằng đài mua. Đài mua. Cái gọi là cái đài, nhưng mà chính là cái gầu bằng cái gầu bằng mua cao. Mua cao. Gấp lại đi rồi có cái cây ngang buộc đó là nhắm múc. Đấy. Giờ cháu làm cái phóng sự này để cho để ôn lại đấy, để rồi thế hệ các cháu này rồi thế hệ sau nữa để biết về cái giếng làng Lai, làng Lai đấy, bây giờ là Thái Lai. Đi bác Tư ơi.
đúng. Đây chúng ta đi thăm cái giếng làng đấy, như các bác kể là các bác năm nay đã hơn 70 tuổi mà lớn lên đã thấy cái giếng rồi đấy, thì là cũng có hàng trăm năm, có nghĩa là hơn trăm năm đấy. Đấy các bác không còn nhớ, sinh ra đã không đã thấy cái giếng rồi mà nó sinh hoạt cả làng đã đến đây lấy nước mà trên trăm năm đấy. Đây là làng Lai. Bây giờ dân làng cũng làm một cái ngõ đi vào đấy, rất là khang trang quá đấy. Có những cái ao dân quản lý bây giờ thả cá. Cháu lát nữa thì hết thời gian rồi, nhưng mà mai cháu sẽ vào giếng làng ngọn. Đây các bạn có thể thấy cái giếng rất là to đấy, cái giếng làng các bạn. Đẹp chưa? Ngày xưa là tất cả cái nền như này là lát đây bắt đàn đẹp lắm này. À. Không có người ăn nên là lá cây bây giờ người ta trồng ở đây rồi, thì cái cối ngày xưa là ngoài cánh đồng, không có cây cối gì ở đây. Xung quanh là có mình cái giếng là giữa đồng luôn. Cái giếng là có đường đi ra đây mà đường bằng đất. Đường đất giữa đồng luôn ha. Ừ, đấy. Thậm chí là đường nổ vỡ. Đây hiện tại là nước có sâu không nhỉ? Cái này chỉ có sâu khoảng 3 mét thôi. 3 mét. 3 mét mà cả làng hàng mấy chục nhân khẩu ăn vào cái giếng này ngày xưa nhá. Không bao giờ hết được. Vâng. Đây xây bằng đá này. Như các bác phỏng đoán là cái đá này lấy từ đâu nhỉ? Đá núi Ngọ Tê. À núi mình đây hả? Là bằng sức người chứ không có xe cộ gì cả hết. Sức người, gánh. Còn to thì khiêng. Thậm chí xe trâu hình như không có nhờ. Không có đường đi để vận chuyển vật liệu mà chủ yếu là sức người mà gánh được các bác nha. Đấy, rắn gánh ấy, khênh. Còn to thì khênh vác. Bản của nó đó là ngày xưa là cái thềm này nó cao lên tầm khoảng là 1m2. Vâng. Để cho người không rớt xuống đó, người ta vẫn bấy múc cái này, nhưng mà sau này mình tôn tạo lại thì mình xây phát cái này thôi để cho nó có hình dáng của cái giếng cũ thôi. Vâng. Mình giữ lại cái di tích này. Vâng. Chứ lẽ ra cây đa mà còn nứt rơi mất mấy mảng rồi. À. Rơi mấy mảng rồi. Thế là dân làng mình trước đây là cũng đóng góp nhỉ, đóng góp cái tiền của. Đóng góp quân hỗ trợ cho làm. À, thế là cũng có người, thế là ông Tuân nha, ông Tuân con em ở Thái Lai, thế là công tác ở Ninh Thuận, đấy, cũng đã đóng góp tiền của để cùng với dân làng là tôn tạo được cái giếng làng, cũng rất là khang trang, giữ lại cái di tích lịch sử. Vâng. Cái này mà muốn đẹp cổ kính là phải lát gạch bác ạ, kiếm cái gạch mà gạch cẩm ngày xưa đấy, đúng không? Mình cái lát lại. Ngày xưa là người ta dựng gạch nghiêng. Gạch nghiêng cơ à? Dựng gạch nghiêng chứ không lát, không hồ. Thế là cái gạch nữa hiện tại là chắc ở bên dưới này ha. Người ta bên dưới này hết ha. Hay lấy hết rồi. Gạch cẩm ở bên nó có hỏng, nó không có bỏ cái gì cả. Nói chung là nhiều người sành. Đẹp. Nhưng mà dân tình người ta lấy hết rồi. Vâng. Có khả năng là phải để một cái gậu ở đây này nhờ, kiếm cái gậu để đây. Hồi trước sửa cũng để nhưng mà rồi. Các bác và cởi từ nhà rồi mới đi. Dạ. Những nhân chứng và các bác bây giờ cũng trên 70 tuổi kể lại cái lịch sử của cái riêng làng. Vâng. Cái giếng này là thông thoáng đấy. Cái giếng làng Ngọ cũng đẹp. Chúng ta cùng nhau đến cái giếng thứ hai của làng Ngọ Xá, xã Thăng Bình, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa trong ngày hôm nay để tiếp tục. Ở làng Ngọ mình là có cái giếng làng ông nhỉ? Dạ, cái giếng làng ngay đây nhỉ. Đi đây lên đến cái chỗ mấy chục mét nữa lên nữa. Vâng. Bên nhà ông Ly á. Vâng. À, nhà chú Ly ngay đấy hả? Ờ, ngay đó. À. Đó, ông Ly ở dưới bên dưới. Vâng. Bên trên. Là cái giếng này là có từ lâu chưa ông? Có từ cái ngày mới khai sinh được ấp cái làng ngoại đi đấy. À thế à? Đặt vào một cái ở chỗ đây nữa này, nhưng mà nửa mới rồi, lắm mới rồi. Lắm mất rồi. Cái chỗ nhà Thạnh Khang á. Vâng.
chỗ ngã ba đây nè, ngay chỗ ngã ba, chỗ nhà cái phía nhà bà nói này nè. Wow. Đây là làm, đây là có hai cái giếng. Từ đời khai sinh nhập ấp. Ông có hai lại đó không? Có chứ, đâu có đi ra đó. À, đây này. Cái giếng đây thì nay còn có nhà nào ăn cái giếng đó không? Cái giếng đó vẫn đang có, nay thì hắn khoan, đại sĩ khoan hết rồi nữa mà mới 1-2 năm nay là hắn khoan thôi chứ còn giếng vẫn đang còn làm, vẫn xây lên, vẫn có đi ra vậy. Còn xe có giếng. Cái giếng này là lâu rồi ông nhỉ? Lâu rồi. Tức là từ khi mà ông biết đến nay, từ khi sinh ra là đã có rồi ông nhỉ? Có rồi, có lâu rồi. Ông năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi mới chưa đến 80 mà. Vâng, 80. Cái giếng đó từ cái ngày mà ông nội nhờ tôi là ở trên đó là đã có cổng chào rồi tường rào thì không có, nhưng chia gai thì nhất là về ngoài thì chia gai mà. Ở đó là tối lại là phải sập cửa đâu, có hùm vô bắt chó đấy đó. À thế à, có hùm có hổ rồi ha, cái thời đó. Thời đó. Có nghe là ông kể là ông năm nay là gần 80 tuổi mà sinh ra đã có giếng làng rồi. Mà ông nói là từ cái thời mà ông cố nha, ông nội nhé. Ông nội của ông. Ông nội của ông mà đã có. Ông nội của tôi đã trên 100 tuổi rồi. Trên gần 150, 160 rồi. 160 tuổi rồi. Mà đã có giếng rồi thì cái giếng này phải tầm hơn đó nha, hơn cái tuổi đó. Hơn cái tuổi đó nữa rồi. Có gần 200 năm rồi. Đấy. Thì ông có nghe là các cụ kể ngày xưa là xây như thế nào không? Thì ở ngoài này nè, thì cái đá của ta cứ đẽo, có nghĩa là đục vẫn đi là xây thành cái giếng tròn. Vâng. Còn ở trên đó thì cũng xây, nhưng mà xây ấy thôi, rồi nước ở đó là không bao giờ cạn. Dạ, nước mạch ông nhỉ? Nước mạch không bao giờ cạn, sao là dân con nó lên rồi là bắt đầu cái làm mương làm má cho nước nó ra làm mạ làm nước, rồi ăn uống là tắm rửa là nước không chờ hết. Dạ. Vì cái mạch ở đó đâu đâu ta nói là một bên cái đường bể để sang đây đó. À. Nước chờ anh cứ lên nó đẹp lắm. Vâng. Ông ơi, thế ở xã Thăng Bình mình thì trước đây là có nhiều giếng làng không ông? Hay. Tôi thì tôi cũng nói nhiều nhưng mà trời nữa nên nó hết rồi. Vâng. Như cái chỗ đây kêu là bãi cát, chỗ bãi cát đó là đông bóng chút nữa này. Vâng. Đây. Vâng. Tôi thăm tí. Đây là cứ đứng bờ, đây là múc. Vâng. Giếng là làng Ngọ Xá ông nhà. Cả làng giếng này là giếng làng luôn đấy. Ta đi thăm. Và. Ồ, có cả cá vàng đây ông này. Đây ông xuống xem này. Có cá vàng. Đấy, dân làng thả cá vàng cho nó đẹp ha. Cao ha. Đây giếng của làng Ngọ Xá, xã Thăng Bình. Đấy. Đây là thôn Ngọ Thượng. Đấy. À, cái này là cá và thả bữa. Đây, thôn Ngọ Thượng. Cá ông Công đây. Đấy. Có cụ cao niên. Đây đây, cũng có nhà sử dụng như này. Vâng. Bơm nước về. À, có nhà đang cắm máy bơm đưa về nhà sử dụng. Đây, nóng ly này. Đây cả đây nữa ha. Đây, hành, hai, vâng. Thế là tôn tạo thì có xây mới không ông, hay là vẫn để nguyên vậy ha? Chứ tát là hồ lại cho nó kín mạch đúng không? Có nghĩa là đi lại cho hoàn chỉnh lại. Vâng. Cho tròn lại với anh bữa trước. Vâng. Sập cánh đổ. Dạ. Yeah. Ông có hay ra đây chơi không ông? Thăm không? Ngày xưa thì cứ gánh nước thì nhà. À, gánh nước rồi ra đây tắm ha. Gánh nước thì vẻ. Giếng có sâu không ông nhỉ? Cũng không sâu lắm đâu. À, không sâu. Vâng. Vì nó to thôi ha. Lắm nước lắm ha. Đây là một cái khe. Đây là gần đường làng. Đấy, rất là. Chào bác nha. Giếng đẹp quá. Ở xã mình còn có hai cái giếng thôi. Vâng, là ở
ở làng Lai á, làng Lai cái ví ở mình đây cái này. Đấy, còn đâu là trước đây thì chắc là mỗi thôn mỗi cái. À, cây đa giếng nước sân đình. Đấy, ta thì có đình rồi, có giếng nước rồi, nhưng mà cây đa thì cũng, nếu mà trồng được cây đa thì tốt quá bác nhỉ. Đây mà ngày trước cái lúc cái căn nhà lúc hồi cái đồng đất không phá cái đình gì có còn nhất cả cái huyện nông cống với đồng cái xã đồng mình đình đình xa lý chưa là cái gì cả. À, thế là hiện tại là cái đình đó thì cái ở chỗ nào? Chỗ nào bút đang ở chợ này. À. Đây là cái đình bằng gỗ à ông? Ừ, gỗ nhưng mà gỗ ôm đi không hết này. À, sao lại phá đi nhỉ? Bữa trước không biết năng là lại rõ đi vô. Chắc là cũ quá hay sao? Cái vui cái cảnh nhất là đánh ra bờ 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 bữa vô nó vô vô chứ hết thì phá. Vâng. Chứ cái làm này di tích làm này phá. Vâng. Là làm này mà còn có nhất chứ không có gì. Vâng. Xây là đây là dân đóng góp là xây tôn tạo lại hay là có mạnh thường quân nào? Đóng góp tôn tạo lại có thân có nền có được bắt. À vâng. Ủa. Đá này cháu thấy là những cái cục đá mà xây cái thành xung quanh là rất là đẹp đấy ông này. À đấy, các cụ ngày xưa là đục đẽo rồi mài rất là phẳng nha. Đấy, rất là phẳng đấy. Vâng. Đấy, nước cũng khá là trong đấy, những cái con cá mà nó ở độ sâu cả mét mà vẫn nhìn rõ này. Cá Hồng Kông hả? À. Vâng. Cũng xong rồi. Cũng xong điểm đây. Vâng. Đây là toàn cảnh chiếc giếng con làng Ngọ Xá. Đây là thuộc thôn Ngọ Thượng. À. Miếu cũng đẹp lắm. Đấy. Xính làng bây giờ được nhân dân tôn tạo rất là đẹp. Đấy, đây là cái di tích lịch sử. Chúng ta sống ở thời đại 4.0 hiện đại rồi thì cũng không thể quên được quá khứ của cha ông ngày xưa. Đấy. Mỗi ngôi làng có một cái giếng. Đấy. Gọi là cây đa giếng nước sân đình. Đấy, không thể thiếu được. Đây là nước giếng của làng Ngọ Xá, nước giếng làng đây. Người dân đưa về để hầm nước chè các bác nha. Mà hầm từ sáng qua trưa và đến chiều muộn thì nước vẫn rất là trong xanh. Uống thì rất là ngọt, thơm. Đấy. Cho nên mà cái giếng làng thì nó cũng đã có những cái ưu đãi cho thế hệ, mọi thế hệ. Này, đến bây giờ thì thế hệ con cháu có khả năng. Cái giếng này khả năng phải đến hơn 100 năm chú nhỉ. Từ khi có làng Ngọ Xá thì từ khi có là... hơn 300 năm rồi. 300 năm. Đấy. Không có ít đâu. Đấy, cho nên mà đây là người dân ngay bên cạnh nhà giếng làng, cùng chú cũng là trưởng làng của làng Ngọ Xá đấy, cũng đã sử dụng cái dân ở đây là đào giếng đây rồi. Vâng. Có khả năng là mấy thế hệ nhà mình cũng đã dùng cái nước giếng này chú nhỉ. Đấy, cho nên mà đến bây giờ đến thế kỷ 21 rồi, đúng không? Công nghệ rồi, máy khoan có này. Bây giờ rồi, vâng, mà bây giờ vẫn dùng cái nước giếng của giếng làng. Đấy. Thì biết là cái giếng này nó tốt cỡ nào ha. Cánh đồng mã Thiên Bồng đây này, trước đây là cũng nhờ giếng làng và hiện nay vẫn đang nhờ giếng làng để vẫy mã đây này. À, thế là đây đứng mình chạy coi thằng này. Tức là cái giếng làng nó vẫn chảy ra hàng ngày ra ngoài ruộng đó hả? Ờ đấy ha, mà ra cái này ra đồng mã. À. Ở đây người ta nhổ đi người ta trồng rau muống rồi này. À đấy, rau muống Thiên Bồng với làng Ngọ nổi tiếng rồi. Đấy. Đấy, cho nên mà khác ở thành phố là ở nông thôn thuần túy là có những cái giếng làng cực kỳ quý giá. Đấy, rất mong là mọi thế hệ lại giữ gìn lại cái giếng này để lưu truyền muôn đời. Để cho con cháu vừa thưởng thức những cái giọt nước cái thơm ngon mà các vị tiền bối
để lại. Đấy, tuyệt vời. Vẫn phải để cái mương nước chảy ra. Vâng. Để nó đấy, hầm nước chè các bác nhé, hầm nước chè. Từ sáng đến trưa qua chiều vẫn rất là ngon. Bác nhà, bác mời nước bác này. Nhà bác có dùng nước giếng của làng không? Giếng làng không? Có giếng khoan rồi hả? Cứ phải dùng nhưng mà nhà xa thì cũng kéo về nó hơi vất ha. Vâng. Vâng, đấy, cháu lên đây uống nước với ông trưởng làng mà uống mãi không muốn về đây này. Đấy, tuyệt vời chứ. Vâng, rất là một cái đặc biệt đấy, xanh. Có cái đặc biệt đấy là nói anh Thắng này. Dạ. Tôi ở đây nhiều rồi, tôi không để ý rồi. Đêm 30 bọn Tết sang cái ngày mùng 1 Tết đó nè. Vâng. Âm lịch chứ. Dạ. Thì rất nhiều bà con ra lấy nước về để thờ cúng đấy. À đấy, cứ đêm 30 Tết ở đây là 29 là đến kiến nha, về thờ cúng. Thờ cúng trong dịp Tết là 30 Tết là bà con ra lấy, gọi là lấy lọc về để lấy lọc cúng tổ tiên đấy, cái nước kiến này đấy. Và có nhà lấy hàng thùng sơn chứ. À đấy, à khả năng là Tết năm nay cháu vào đây xin làng đó. Không, nhưng mà phải lúc giao thừa. À sao nó thừa chứ? Thừa à, xin làng làm mất cam rồi cũng cả năm. Bác nhà. Mà cũng cả năm chứ. Cái tích các cô nói lại thế này này. Ngày xưa cái giếng làng này là tiên nó trên trời, cứ đêm 30 sáng ngày mùng 1 Tết là tiên nó xuống nó tắm. À. Thế hả? Tức là làng người ta lấy cái nước luôn để về thờ cúng, mà cái nước cúng nước tốt. Vâng, tin mà còn tắm thôi mà. Mình đây người ta được. Và mình vừa tắm vừa dùng vừa ấy được. Cho nên cái giếng này. Vâng. Có cái đặc biệt. À. Đặc biệt thứ hai cái này. Không biết là do ảnh hưởng thời tiết hay thế nào thì tôi không biết. Không giải thích được. Nhưng mà có những cái hôm á là cả cái mặt giếng này là nó nổi cái màu nâu á. À. Nâu loãng, nâu nhạt nhạt cái này. Vâng. Cả cái mặt giếng như cái lúc buổi trưa nửa buổi đấy, còn buổi chiều là à, tối là trong suốt luôn. À, theo thời tiết. Nhưng mà có những hôm chỉ có 1/3 giếng thôi. Có những hôm này chỉ còn nửa cái mặt giếng nữa. À thế à, hay nhỉ. Ờ, đặc biệt. Sao nhỉ? Không biết lý do, không giải thích được. Không giải thích được. Không giải thích à. Được. Còn bình thường thì thế, nhưng mà cái mùa đây này. Ừ. Tới đây này. Đây này, cái mùa nắng này chuẩn bị đây này. Vâng. Chuẩn bị mùa nắng thì bắt đầu này. Ừ. Không biết là do thay đổi thời tiết, nó thay đổi ra không biết. Vâng. Nhưng có những hôm là cả cái mặt giếng là nó cả cái màu nâu nhạt ấy. Dạ. Màu nâu thâm thẳm. Đang trong xanh. Đang trong xanh tự nhiên biến ra thế này. À, thế nhưng mà mấy tiếng sau nó lại. Khoảng chiều thôi. Chiều. Thì khoảng 4-5 giờ chiều tôi lại thấy mất hết trong suốt luôn. À, mà không biết là nguyên nhân nhá. Không biết nguyên nhân. Mà thời tiết thì có vẫn bình thường đúng không? Vẫn bình thường thế. Không phải là tự nhiên nhá. À. Thế rồi có hôm là chỉ có nửa giếng có, thì có hôm chỉ có phần góc giếng là có. À. Tôi chưa thấy cái đường mà bữa trước cái phòng bảo tồn của cái sở văn hóa thông tin về đây tôi cũng nói cái đó. Mà tôi bảo không giải thích được. Thế trong cho hỏi này, thế là ở giếng làng mình có cái câu chuyện gì nó thần bí không? Ví dụ như là vấn đề tâm linh có cái gì không? Các cụ ta có kể lại là có những cái hiện tượng gì không chú? Kể chưa, các cụ chỉ nói thôi. À vậy à. Cái thứ hai thì bây giờ ông cứ truyền miệng lại chứ mình có thấy đâu. Rồi. Nhưng mà nói là cái giếng này đang rất thiêng. Thiêng, dạ. Đang rất thiêng. Hằng mấy trăm năm thì nhiều thế hệ đã đi qua. Mình đấy, không, cho nên mà. Chính nghe nói được đâu. Có cây đa không chú? Cái gì này? À không có cây đa ha. Ừ. Không có cây gì. Nếu mà trồng được cây đa càng tốt. Không vì hắn thể hiện cho cái giếng nước sân đình, không, cây đa giếng nước sân đình. Cái đó là cái đặc điểm của nông thôn Việt Nam. Cây đa giếng nước sân đình. Đấy đấy. Nhưng mà trong làng thì phải có cây đa, vâng. Có cái giếng nước, có cái sân đình thì mới ra cái làng cổ. Làng cổ ngày xưa. Chứ nó không. Ta bãi nước để ra bãi mạ này. À, cái giếng mà lấy nước ra bãi mạ. Ờ, à, đến bây giờ cây lúa thì cũng nhờ cái nước đây này. À. Và đây mai trồng rau muống cấy xong rồi người ta trồng rau muống thì lại cũng cái nước. Cũng nhờ này. Cái giếng làng. Cái giếng này là. À, cái giếng nước kinh khủng nha. Chảy quanh năm. Đúng rồi, trong nguồn chảy ra nó không bao giờ cạn được. Liên tục nữa. Vâng. Mà có đặc biệt nếu bịt nó lại đó. Ừ. Không cho nó chảy ra nữa, dâng đến mức độ thôi chứ không dâng. À, không dâng lên nhiều. Không dâng lên à, nhiều. Dừng đến đó thôi. Dừng đến đó thôi. À, còn nếu mà cho chảy là cứ chảy mãi cứ suốt chảy ngày suốt đêm. Suốt ngày đêm đó chứ đang chảy ra đó. À. Đúng như trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn được. Không, không thế là một đặc biệt đó là mùa hè rất là nóng nực, mặc dù gió tây nam các thứ nhưng mà nước của nước giếng của làng mình là rất là mát phải không ạ? Mùa đông thì lại ấm. Còn mùa đông thì có thể là tắm được đúng không? Tắm bình thường được. Có thể là nhiệt độ xuống đến 10 độ nhưng mà vẫn tắm nước giếng bình thường, không phải đun. Không phải đun. À, đấy cái đặc biệt của giếng làng.
À, nó đặc biệt vậy ha. Rất có hiện tượng mà không giải thích được. À, không giải thích được. Món chả cần giải thích, cứ thế ta dùng được. Đặc biệt thế. Vâng. Có cái đặc biệt thế là không biết lý do nào. Không giải thích. Đấy. Mùa đông thì nước ấm này, mùa hè nước mát này. Đấy. Thời tiết thế nào tôi không biết, nhưng mà cứ cái mùa hè này là lại cái mặt nước là thay đổi. À. Đấy. Còn nước thì cứ chảy suốt ngày đêm cũng được, nhưng mà đắp lại thì không bao giờ dâng cao được, mà muốn chảy lúc nào thì được. Video của Đức Thắng xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn xem kênh của Đức Thắng có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang và thịnh vượng. Các bạn nhớ đăng ký kênh của sửa chữa đồng hồ Đức Thắng để Đức Thắng có nhiều động lực để ra nhiều video tiếp theo được hay hơn và đặc sắc hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo.